What's up, chị chào tất cả các bạn, mình là Sắc Men đây và hôm nay chào mừng tới một video mới. Bây giờ Huy đang ngủ mình, ôi ôi cái gì vậy Huy? Này, tại đây, gì đây không? Xem cái cổ máy này nhìn. Không mày thôi vậy. Ôi trời ơi, cái máy này là gì cho tôi coi coi. Cái gì cho tôi coi coi. Ông muốn xem đúng không? Để đúng tôi bấm nút cho bà xem nè. 1, 2, 3. Ôi trời, uống. Cái chúng con hô ô sao nó trời lẹo quá vậy. Ôi, đâu ra luôn rồi. Coi chừng, ê Huy Huy, ông vừa kết hợp hô với Lugia lại đúng không Vinh á? Đúng wow. Rồi. Giờ hô nó màu trắng như kiểu Lugia vậy á. Vậy đây tôi là mấy xem kết hợp à. Đúng rồi. Tôi tưởng là hay là mình sẽ làm một cái giải đấu Pokemon ngẫu nhiên kết hợp với nhau đi. À, vậy thì được rồi. Ok, nếu muốn. Bây giờ mình sẽ trở lại trong giây lát nha các bạn ơi. 1 hour later. Ok các bạn ơi, bây giờ tụi mình đã vô rồi. Đây sẽ là nơi mình chiến đấu nhau là tập trước đó các bạn có nhớ không? Là mình đã chơi với Tô Gà nhưng mà lần này chúng ta sẽ chỉ chơi ngẫu nhiên. Và Huy thấy ba cái vị trí này không? Là khi mà bắt đầu á, là nó sẽ bắt đầu quay ngẫu nhiên ra một con Pokemon. Và con Pokemon này là con huyền thoại thôi nha. Ui, con thường xin này, xin này. Và sau đó nhiệm vụ của ông là chọn 2 trong 3 con Pokemon này, kết hợp nó lại với nhau để tạo ra một con Pokemon huyền thoại mới hoàn toàn. Sau đó chúng ta sẽ đấu nhau bằng những con Pokemon đó. Hiểu chưa Huy? Ok, hiểu rồi. Bây giờ để mình ví dụ trước nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho ba cái này ra ba con Pokemon huyền thoại cái. Nhìn đó các bạn, nhìn những con Pokemon huyền thoại đang được bắt đầu quay ra nè. Giờ chúng ta có gì? Mình thấy có Sukuna, Mewtwo, Rayquaza, Lugia, Zacian, Ultra Goldman. Wow, thật là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà bây giờ nó phải cho ra ba con cái này để coi được chưa nè. Ôi trời ơi. Vậy chúng ta có Rodon nè, tiến hóa Mega, Gigatina và Zapdos. Thấy giữa ba con này mình nghĩ nên chọn hai con nào và các bạn biết không? Và các bạn nghĩ các bạn sẽ chọn hai con nào thì bình luận dưới nha. Nhưng mà đối với mình á, mình sẽ chọn Rodon và Gigatina. Ok, để coi sự kết hợp này sẽ cho ra con gì nè. Ok, bạn đã có con Rodon nè. Nhìn bên ngoài nó không có gì để mình quăng ra coi. Ôi trời ơi. Wow, nhiều các chữ vậy chơi. Giờ Rodon nó có cái màu xám màu trắng của Gigatina nè. Chắc là con này được để hắc ám luôn á. Wow, nhìn thật là tuyệt quá các bạn ơi. Ok, vậy là con đầu tiên của tôi xong rồi. Tới lượt Huy đó Huy ơi. Dạ tới lượt tôi nè. Tôi quay thử coi. Rồi để coi Huy sẽ được ba con gì đây. Huy bắt đầu được nè. Đâu Huy dẫn ra mấy con nào trong đây không Huy? Được con gì đây, ra được con gì đây. Huy dẫn ra con nào trong đây không Huy? Chắc chắn sẽ ra con xẹn đó nha. Ôi trời ơi. Cái sự lựa chọn của Huy cũng vui á. Rayquaza tiến hóa Mega, Kyogre một con Zacian. Bằng cái huyền thoại khủng vậy. Nhưng mà Huy sẽ chọn nào? Huy phải chọn một hai trong ba con này nha. Để kết hợp lại. Tôi chọn này. Rayquaza. Thì tôi chọn không minh á. Rồi còn một con nữa. Một con nữa chắc tôi chọn con này. Con thú Zacian á. Ok, rồi để coi Huy sẽ được con trong như thế nào nè. Lùi ơi, Rayquaza giờ nó không còn xanh lá cây mà nó màu xanh dương của con Zacian của mình kìa. Trời ơi, nhìn nó trông cũng đẹp đó Huy. Cũng được á. Rồi thu lại. Ai hỏi nữa. Rồi bắt đầu chúng ta trở lại rồi. Bây giờ mình sẽ quay thử cái nào. Rồi, quay nào. Rồi, vòng quay tiếp tục rồi. Trời ơi, mình háo hức quá. Có nhiều con trong đây, một cái bầu huyền thoại rất là mạnh á. Bây giờ để coi nó dừng lại coi nè. Ba con này ghê vậy. Chúng ta có một cái con chim phượng hoàng lửa nè. Và con chó kiếm. Dạ nhìn giống ông Huy. Nhìn nào Huy. Rồi so sánh như này. Đây. Rồi phêu kích người ta đó. Con này là một trong những con Pokemon huyền thoại mới. Các bạn nhìn nó cầm ngậm cái kiếm nhìn ngầu Huy luôn chứ. Và cuối cùng chúng ta có Dioga thần thời gian. Giữa ba con này chắc các bạn nghĩ là mình sẽ chọn con nào đây, bình luận dưới nha. Nhưng mà mình sẽ chọn á hai con này, con chó kiếm và con thần thời gian. Bởi hai con này rất là mạnh luôn. Ok, giờ kết hợp lại đi. Ôi đứng cao chúng ta có Dioga. Đi giờ quăng ra để coi nó trông như thế nào nè. Trời chốc, Dioga này nhìn không khác giỏi. Nó có cái mắt khác nè, nó nhìn xanh hơn hẳn luôn á. Hay á. Ok, Dioga chúng ta có đây nè. Giờ chúng ta sẽ bỏ vô đi. Ok, tới lượt Huy đó Huy ơi. Ok, được rồi, tới lượt tôi nè. Rồi, quay Pokemon đi. Quay nào. Rồi, nó quay đó rồi. Ra số gì đây? Trời ơi. Giờ ông có Regigigas nè, Cresselia và Diocite. Hai con, ba con. Ông dạy dòng, tôi sẽ chọn con Cresselia và con này.
Ok rồi, đi coi chúng nó kết hợp với nhau nè. Đâu, coi coi. Ôi trời ơi. Ôi sao nhỏ xíu vậy? Sao nhỏ xíu vậy trời? Oh no, no. Ủa nhưng mà nhìn con này đi. Trời ơi sao nó nó khác dữ ta. Giờ đó cái phần này của nó màu hồng nè. Và cái phần tóc của nó màu vàng chứ. Ghi hơi con cái xe ta. Xịn lén. Ờ xịn. Ok vậy là được rồi. Rồi vòng quay để tiếp diễn nữa rồi các bạn ơi. Yeah, giờ từ ba con này chúng ta sẽ phải chọn hai con á. Giờ không biết mình sẽ được con gì mất là con nào mạnh mạnh thế mình có thể đánh bại được quý tóc. Rồi ba con đã ra rồi nè các bạn ơi. Giờ chúng ta coi coi. Chúng ta có Mewtwo, Darkrai và Zekra. Một trong những con Pokemon huyền thoại khá mới. Nó không mới cho nhưng mà ok. Bây giờ mình thấy con này to quá vậy mình sẽ chọn con này đi. Rồi giữa hai con lại Mewtwo, Darkrai, Mewtwo, Darkrai. Không biết con nào hay hơn ta. Các bạn bình luận với coi con nào hay hơn nha. Nhưng bây giờ mình sẽ chọn thử Mewtwo ơi, mình thích Mewtwo hơn. Ok, bây giờ để coi nó kết hợp lại nè. Ủa, mình có Mewtwo ở góc bên trái các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quăng ở coi. Ê, cha. Mewtwo Zekrom. Nhìn nó màu đen, có màu đen, đen của Zekrom rồi. Ui, vậy cái mắt nó đỏ hơn rồi chứ. Ok, chắc Pokemon này sẽ mạnh lắm luôn á nha. Rồi, giờ chúng ta chỉ còn hai lượt thôi. Rồi, tới lượt của ông Huy ơi. Ok. Rồi, con nào tiếp đây, con nào tiếp đây. Để ông thích con ra ghi cát, giờ ông để nó ra ngoài hoài vậy. Không nó vô. Ok, thôi, rồi tiếp coi. Ba con huyền thoại của Huy sẽ là nào nè. Giờ Huy có nhiều con với ta. Rồi, bây giờ ông sẽ chọn con nào đi Huy. Chúng ta có Mew nè. Mew dễ thương kêu chứ. Nhưng biết nó có đủ mạnh mà. Sukuna, một trong những con chó huyền thoại. Ui, chắc Huy sẽ chọn con này á. Rồi, chờ, bây giờ có con Regis. Là con băng. Ok, robot băng. Chọn con nào đi ta. Con Mew dễ thương quá không. Tôi sẽ chọn hai con này. Sukuna gì? Regis á. Ok, rồi đúng coi. Rồi Huy sẽ được con Pokemon gì đây? Sukuna này nhìn đẹp quá vậy. Con nhìn mấy cái băng của con lên. Có mấy cái băng của cái con Regis chứ. Ok, rồi Huy ta thu nó lại đâu Huy ơi. Rồi tiếp đây. Thứ 24 của mình. Ok, để coi nào. Ba con này nhìn bạch cho chúng ta có Sugario, sư tử mặt trời, Articuno, chim băng và Necrozma, chúa tể bóng tối. Vậy là tôi sẽ chọn đơn giản ơi. Necrozma và chúa tể của mặt trời. Đây, sư tử, Sugario. Đây rồi. Chúng ta có Necrozma và Sugario kết hợp nè. Nhìn nó cực kỳ ngầu luôn á các bạn ơi. Trời ơi là trời. Giờ này có mà như kiểu nó kỹ sinh lên ngợi sâu ga luôn á. Chắc con này sẽ mạnh lắm đây. Rồi tới là Huy đó, Huy nó bay. Rồi. Không biết con nào ta, không biết con nào ta. Biết được con nào nhỉ. Rồi đi coi. Chúa phù hộ cho Huy nút nha. Trời ơi sao tờ hình này khủng vậy. Chúng ta có Nu luôn á nè. Rồi thần mà mặt trăng. Necrozma bóng tối và bao kia. Thần không gian. Huy định sẽ chọn con nào đây. Trời ơi sao tờ hình này khủng quá vậy. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chọn con ở giữa. Rồi chọn lại con Luna. Ok, rồi đi coi Huy sẽ được con gì đây. Kết hợp nó trông như thế nào nè. Rồi Huy ơi, cho tôi coi. Cháy quá. Trời ơi, mà sao Huy với tôi cũng theo cái thời của con đang có ma vậy. Anh chứ không hiểu. Rồi bây giờ tới con cuối cùng nè. Cái con cuối cùng nè, để coi được con gì nè. Trời ơi, con cuối này trời tội là chim chân. Chúng ta có Ho-Oh, chúng ta có Lugia và chúng ta có Zapdos. Rồi, Zapdos không mạnh bằng hai con này đâu. Ok, chọn là Ho-Oh với Lugia. Rồi, để coi được con nào đây. Bom, Ho-Oh, trời, cái gì vậy. Con chém gì vậy, tôi đang cho mấy bạn coi Pokemon của tôi mà trời. Rồi, Lugia. Như nãy luôn á, như cái con ban đầu mà ông cho tôi xem thôi. Ok, giờ tôi đã xong đội hình tôi rồi, đó là Huy á Huy ơi. Trời ơi, Huy có Entei nè. Huy có Yveltal và Moltres. Rồi, Huy sẽ chọn con gì đây Huy? Tất cả là Huy tôi sẽ thấy hai con này ngầu quá, tôi sẽ chọn hai con này luôn. Ok, Yveltal với Moltres. Rồi, Huy sẽ được kết quả như nào nè. Cho coi nào Huy ơi, nhanh lên. Đây nè, cha. Cháy luôn anh. Giờ nó có lửa màu hồng và hồng đỏ của con Yveltal rồi. Ok, giờ chúng ta có đủ 5 con Pokemon rồi đó đúng không Huy? Giờ chúng ta sẽ đấu Pokemon thôi nào. Giờ chúng ta vô tiến tân chiến đấu rồi nè. Rodon của tôi sẽ đấu với Rayquaza của ông nè Huy ơi. Của tôi hơi bị stand đó nha. Không sao, vẫn được. Dùng Dragon Ascend hả, ok. Giờ tôi sẽ sử dụng chiêu Ancient Power. Rồi Ancient Power lên. Ok, rồi chúng mình Ho-Oh với Lugia kết hợp ra nè. Rồi chuẩn bị nè, tôi sẽ chiêu Future Sight. Hyper Beam đau vậy. Ui, mép nữa cái máu mình ơi. Ok, Future Sight nè. Đã thấy chức đồng tấn công rồi. Ok,
mình sẽ sử dụng burn up đi. Ok, burn up. Thôi suy nghĩ vậy. Ê, nó không có hiệu nghiệm cho lắm mà. Trời ơi, là trời, biết chơi sai. Chết rồi, giặc ơi, giặc gì. Từ mà sao sử dụng Dragon Dance hả? Ok. Chuẩn bị nha. Phiêu chơi sai nè con. Oh no, tiếp theo. Ôi, Peggy Gas hả? Ok. Mình sẽ sử dụng nữ chiều. Thò hả? Ok, phiêu chơi sai. Để tôi cam tờ lại tổng tấn công. Ôi, đã thấy chứ một tổng tấn công không rồi. Hết bất ấy à, đào. Thấy không. Ok. Burn up đây, dùng chiếc lửa nè con. Bom. Nè, hãy đá ông gì hết. Bây giờ đó nè. Thấy ơi, trời. Ok, dùng chiêu thông miệng expression, sorry. Bên trên cái đi. Em có thiệu nghiệm cái đấy à. Nhưng mà tôi đã thấy đứa đầu tấn công rồi. Đau đầu quá. Trời ơi. Chết rồi, sao đây. Bên tóc tôi nó đi. Nhưng nó có thiệu nghiệm gì nè. Ôi, còn 78%. Tôi 3 cái máu à. Vậy trước tiên thì cố gắng đi. Expression, sorry đi. Tấn công nó một lần trước khi đi đi. Cô Hồ đã trở nên bối rối rồi. Bối rối luôn. Cắm cho cái đầu nè. Bối rối luôn. Tay rồi. Ok. Đi ông ra, ra đi. Cắm cho cái đầu. Rồi chuẩn bị nè con. Cú rầm thời gian. Roll up time. Thích bắt nè. Ồ, nó không có hiệu nghiệm rồi. Critical hit. Tiếng mạng. Trời. Huy còn con gì? Con Sukune hả? Sukune kết hợp với cái con kia hả? Rồi. Con này chắc là nó xịn với cái hiệu lầm. Ấy, dùng khí dung dust. Nó có hiệu nghiệm mà Huy ơi. Ủa, kì ơi. Thôi miên nha. Cung rầm thời gian, bơm. Kết tôi rồi. Không mai hả? Ok, tăng chỉ số bản thân không lên hả? Ok. Mà chuẩn bị đợt cuối này ông đi đợi, đi bụi nè. Oh no. Chị khô. Dioga né được rồi. Hay lắm Dioga. Rồi. Đấm nè, Power. Chết. Đấm. Chết xong có hiệu nghiệm mà trai. Power Sim. Đi bụi nha. Necroma. Bây giờ còn 2 con. Đó, Necroma hả? Ok. Cú gầm thời gian. Necroma đâu. Té được rồi. Ôi trời ơi. Rồi, Dioga cú gầm thời gian một lần nữa đi. Ôi, Necroma né nữa hả? Ok, power cho em đi. Bum. Bye. 100% tên gây sơ mình đi. Necroma hả? Vậy Necroma đối với Necroma nè con. Christmas laser. Bơi rồi. Chỉ dùng confusion nó không có hiệu quả cho em. Bum. Chỉ của tôi không hiệu quả cho em nữa. Ok, có lẽ chỉ thôi miên không được đây. Giật điện nè. Metal Claw Iron Defense. Critical hit luôn. Nhưng nó không hiệu quả. Gravity. Đấy rồi. Tăng lượng lên. Nó không có hiệu quả mọi người. Oh no. Rồi. Rồi trọng lực nó được tăng lên rồi đó. Remastic Laser lần nữa đi. Cho biểu còn mấy cái máu rồi. Lẽ là mình đang tấn công chứ. Oh no. Cho biểu lần nữa con cuối cùng thôi à. Giặc Biêu chu. Hy vọng cuối của mình đây rồi. Ok. Aura Sphere. Tổng cả thủ như này có 3 hả? Biêu tụi ôi ơi. Sao vậy? Oh no. Đây công kết. Metal Claw. Sao công kết? Nó không có hiệu nghiệm. Metal Claw. Trời ơi. Đau vậy. Phải ra công kết lần nữa nè. Bum. Trời ơi, cái con chiêu này ghê à. Rồi. Đã công kích một lần nữa đi. Ok. Hùng hình quá mình thôi là đi chút mình nhanh được rồi. Chết rồi, Huy còn 4 món cuối cùng kìa. Hết chưa, có gì đây? Chết tôi. Ok, để coi con này sẽ yếu dơi. Aura Sphere. Rồi, nó xịt lắm. Tăng chỉ số tấn công đặc biệt của ông lên hả? Cái thằng này đánh nhau coi. Tăng chỉ số nè, chơi đâu có ảnh hưởng cho môn kết. Chí mạng. Môn kết là trở nên cuồng loạn hả? Rồi, chuẩn bị ăn trưởng. Chí mạng là bên chí mạng đi, Mewtwo ơi. Ôi, chí mạng nha. Oh no. Môn kết tìm bụi rồi, mình ta thắng. Yeah. Rồi, thật may mắn đã thuộc về tôi rồi, Huy ơi. Không chèo đi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thấy hay thì quên để lại like và bình luận nhất rồi. Thì bye bye.